Yo, xin chào các bạn nha. Chúng ta lại cùng nhau đến với series đó chính là đua top ở server Thiên Cung S2 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì cũng là cuối ngày thứ 5 rồi các bạn ơi. Nên là mình đang rất mong chờ sang ngày thứ 6, bởi vì ngày thứ 6 chúng ta sẽ có thể mở được cái tính năng là thần thông quảng đại. Và với cái tính năng thần thông đấy thì mình sẽ có thêm rất là nhiều những cái thần thông ngon lành cành đào để có thể đi PK như vừa nào nó sướng hơn. Và tất cả những cái hiệu ứng skill phê loài tài phòi nó sẽ nằm ở cái thần thông này nha các bạn ơi. Đó, và các bạn có thể nhìn qua một chút về cái huyết mạch tiên thiên của mình sau khi chơi sự kiện ngày 4 ngày 5 nha các bạn. Đây, mình có được một con đằng xà đỏ luôn nha các bạn ơi, kháng hút máu 48%. Chỉ số thì hơi cùi nhưng mà với hai em đằng xà này là mình có thêm 30% xác suất liên kích. Đấy, mình thì cố gắng là build 4 cái nhưng mà chưa ra các bạn. Bởi vì là phẩm này thì thôi, cứ để những cái nào lực chiến cao hơn cộng thêm vào chỉ số cũng được. Còn lên tầm đỏ hoặc là level cao hơn nữa thì mình sẽ all in hết vào cái đằng xà, bởi vì mình sẽ chơi liên kích. Đấy, còn lại thì những cái đá nhỏ nhỏ bên ngoài này thì mình cũng có đá cam rồi thì đá đỏ rồi. Ấy xà, con lành phết. Đấy là về cái huyết mạch tiên thiên. Còn về linh thú thì sao? Linh thú của mình thì cũng mới chỉ có level 111 thôi, bắt đầu tăng khá là chậm đấy. Mình nuôi ong mà còn chậm như thế này thì những bạn nào mà nuôi vào ứng long hay là nuôi vào thanh long với con pet đỏ thì ôi dồi luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm, đó chính là mình đang tích lũy dần em bạch hổ nha các bạn. Với 800 cái linh thạch ở đây thì mình đang tích lũy rồi. Và mình khuyên các bạn nha, là chỉ nên reset gọi là 3 lần miễn phí thôi, đừng có dùng cái linh thạch ở đây nha. Phí lắm, khó kiếm vay cả trưởng luôn các bạn ơi. Và để giành được 1000 cái linh thạch đấy để mua pet thì chắc chắn là mình cũng sẽ cần phải vài hôm. Thì thôi, reset hôm nay không được thì đằng nào mai mình reset tiếp. Đó, như vậy là ngon lành cái đám nhất nha các bạn. Thì thế thì mình mới có thể là nuôi được linh thú đỏ. Nên đây là mình trong thời gian lâu dài mình sẽ đầu tư với em bạch hổ nha các bạn. Thời gian này thì mình cứ ong mình chơi thôi. Ơi xời, chả mong gì cao siêu cả. Còn về trang bị thì sao? Ôi rồi, cay thế chứ lại lòi đâu ra cái trang bị càn khôn đồ phẩm vàng ở đây các bạn ơi. Trong khi đó mấy cái đồ này mình có linh bảo 1 sao rồi này. Cây của mình thì mấy cây 11 thôi. Và phải mất tận 2 ngày 21 giờ nữa thì mình mới có được cái cây 12. Và mình sẽ xả nốt ngày mai. Còn 2 ngày cuối cùng mình sẽ tích đào lại nha các bạn. Tích đào lại để xả cây 12 nha các bạn ơi. Đó, đó là như vậy nha. Trang bị đây. Đấy, tạo kích hơi bị ngon luôn, liên kích các kiểu luôn. Và tổng những cái chỉ số mà mình có được thì cho các bạn tham khảo một chút, 84,6%. Và bạo kích là 69,8% nha các bạn. Bên cái đấy thì cũng có choáng 36,6%. Giá như hai cái này đổi cho nhau thì mình thích hơn này. Choáng lên tầm 60%, còn hút máu thì tầm 20% thôi. Thế thôi là mình thấy ok là đấy. Bao giờ mà liên kích lên được tầm 100% thì nó sẽ là phê hơn nha. Rồi, bởi vì bây giờ cũng có khá là nhiều bạn chơi choáng level cao rồi. Tinh quái của mình thì đang sử dụng 3 em, một là lôi công. Bởi vì em này thì có thể là giúp cho pet của mình khi đánh ấy, nó gây thêm được 20% sát thương nữa. Rất là ngon. Vậy mà mình chơi ong nữa thì quá hợp luôn rồi. Còn thêm em đại minh vương này mình chơi là bởi vì có thêm cái tỷ lệ bạo kích ở đây này các bạn này. Thêm vào 8% bạo kích nữa, cộng dồn tối đa 5 tầng ấy. Đấy, thì tức là sau 5 hiệp đánh là mình đã có khoảng 8-40% liên kích. Đấy, bạo kích quên, đấy phê luôn. Còn em đào ngột này thì mình chơi liên kích chắc chắn là mình phải sở hữu được em đào ngột này rồi. Và rất may cho mình là đã chiêu mộ giam nó. Ngay ở hiệp 1 là mình đã có thể nhận được thêm 20% phản công như là liên kích, duy trì phát đến hết trận luôn. Buộc phải. Thực ra thì nếu như một con em pet ngon hơn cái em đại bình vương này, đó chính là em này này các bạn, phù tàng, thì chắc chắn là mình sẽ cho vào đội hình. Bởi vì có thêm cái khả năng hồi sinh thì một phần ở đó nó sẽ khắc chế được vài em ứng long. Bởi vì tầm này nếu như đôi PK ấy, thì em ứng long đúng là để cho nó sống sót đến hiệp 5 là một ác mộng đấy các bạn ạ. Nó dã cho phát thì thôi rồi lượm ơi luôn. Ôi giời ơi, căng thẳng lắm. Còn ở đây thì có cái phần bảng quần hùng ấy các bạn. Thì nhớ là các bạn phải chơi nha. Bởi vì là mình sẽ có thêm được cái phù thiên diễn. Ngày mai là sẽ có thể chiêu mộ được cái thần thông đấy các bạn ơi. Rất rất nhiều luôn. Biến hóa thần thông, quên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đánh. Cái này là cứ đâu đó là tầm 2 tiếng nó sẽ hồi một lượt nha. Thì tầm 00:00 ở ngày thứ 5 là các bạn phải vào, các bạn quánh luôn đi. Sau đó là mua luôn 10 lượt, đánh thật nhanh. Lên càng cao càng tốt nha các bạn. Nói chung là chúng ta chỉ có 10 lượt mua ở đây thôi, cho nên là mua mắc luôn nha các bạn. Đừng tiếc Linh Ngọc ở trong cái phần sự kiện nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khiêu chiến để có thể là nhảy lên cái mốc cao hơn này.
Rồi đấy là mấy con bot không nói rồi. Tiếp tục. Mục luôn. Ok. À, mình thấy cái tính năng reset ở đây nó hơi phế vật các bạn ạ. Reset nó không được những cái bạn mà top cao hơn đâu. Nó chỉ loanh quanh tầm 5-30 thôi. Nên là tốt nhất là các bạn đừng có reset làm gì. Cứ thế mà vã luôn. Nhiều khi reset ra cái ông top, top còn cao vút vùn vụt hơn ý chứ. Đấy, ví dụ như ông 282 này đang nhỏ, khi reset phát ra top 300. Đấy, nói chung là cũng căng thẳng phết đấy các bạn ạ. Đánh mãi chưa vào được cái top gọi là 50 này đâu nhờ các bạn. Ui, căng thẳng lắm. Nhưng không sao, cứ có bao nhiêu lượt thì múc bấy nhiêu nha các bạn ơi. Còn quan trọng nhất ở ngày thứ 4 và ngày thứ 5 là cái sự kiện này. Hiện tại mình đang ở top 7 luôn nha các bạn. Đấy, nói chung là mấy bạn này thì kinh quá. Điểm như thế này bó tay rồi, chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như bạn VNV này thì chênh lệch không nhiều này thì mình có thể hiểu được này. Đấy, những bạn nào mà trong cùng phân khúc là nó rơi vào đâu đó khoảng 48, 49, 50 nghìn thôi. Còn mấy các bạn này nạp gắt quá thì thôi bỏ qua nha các bạn. Chỉ có một cái lưu ý ở trong cái phần này, ngoài việc làm nhiệm vụ để các bạn có thể lấy cái này ra đúng không, thì chúng ta cũng sẽ có thêm thời gian. Đâu rồi? Rèn luyện, đây này. Có thêm thời gian nha, cứ tầm 2 tiếng nó sẽ hồi thêm một cái vé đấy. Để cho chúng ta có thể đi rèn luyện tinh quái. Và trong phần rèn luyện này các bạn chắc chắn là phải để ý cái phần này nha. Thứ nhất là mấy con phẩm lục này thì điểm nó chắc chắn là khi mà xua tan xong là điểm ít rồi. Còn phẩm tím thì nó sẽ cao hơn, và cao nhất thì là phẩm vàng. Thì các bạn căn cứ vào cái số lượng mà linh ngọc của mình cũng như là cái việc cái chay hay là nạp tiền để có thể reset nha. Nếu như các bạn mà nạp ít hoặc là không nạp thì các bạn chỉ cần phẩm tím là chơi rồi. Nếu như các bạn nào mà xác định là đua top cày luôn cái bảng xếp hạng này thì nhớ là phải chọn đúng phẩm cam để mình chơi nha. Nhưng phẩm cam thì như thế nào, phẩm tím thì như thế nào? Thì ở đây các bạn có thể thấy là cho một em vào đây nha. Mình lại hết mất rồi. Mình bỏ hết tất cả những em vào đây rồi nha. Thì mỗi một em tinh quái là các bạn được đánh một lần thôi. Và nó khi mà reset ở ngày thứ 4 thì đánh một lần này. Reset xong sang ngày thứ 5 là được gọi là reset lại từ đầu thêm một lần nữa. Thì các bạn lưu ý là ví dụ như vứt 2 em vào đây thì mình nó rơi đâu đó khoảng tầm 500 đến 600 điểm. Nhưng mà vứt 1 em thì nó đã tầm 400 điểm đến 500 điểm rồi, gần 500 điểm rồi. Thì mình khuyên các bạn ấy là các bạn căn cứ vào số lượng tinh quái đấy, cũng như là số lượng vé ở đây này để mà các bạn chơi. Nhưng đối với mình thì mình khuyên các bạn luôn, đó chính là nếu như các bạn mà có ít tinh quái thì các bạn cứ x1, mặc dù để 2 ô đây đúng không, nhưng các bạn chỉ nhấc một em vào đây thôi, sau đó là các bạn đã xua tan đi. Thì ví dụ như là các bạn vứt vào đây 2 em ở trong cùng một cái phát suy xua tan ác linh cấp tướng này đi, là chơi mắc tầm là các bạn được 600 điểm. Thì các bạn oánh gọi là cứ x1. Ví dụ như con ác linh này bạn vứt x1 này, sau đó quay ra con dưới này, các bạn lại vứt thêm một con tinh quái nữa thôi, chỉ duy nhất một con thôi, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700-800 điểm. Như thế là nó lời hơn rồi, đúng không? Ngon lành cành đào hơn các bạn ạ. Giờ tội gì mà cứ phải vứt 2 con vào đây làm gì. Thậm chí là những con ở phòng cam thì nó còn cao hơn nữa cơ. Đấy, thì ở trong phần này nó sẽ có rất là nhiều những cái bình. Phần thưởng nhận được thì rất là ngon lành cành đào đấy. Tuyệt vời mặt trời luôn. Thế các bạn lưu ý phần này để có thể là nhận được nhiều phần thưởng nhất có thể nhá. Và nếu như mà chúng ta lưu ý được cái phần này mà các bạn nào mà chưa biết ấy, mà họ chơi giống như cái mẹo mình chia sẻ vừa rồi á, là các bạn sẽ có thêm là rất là nhiều cái tịnh bình thủy. Đấy, giảm thời gian đi rất là ok. Thêm vào đấy nữa là cũng có cái ngự linh thạch này dùng để mua thú, rất là tuyệt vời rồi. Cần deck thì phải đua top bảng xếp hạng này nữa. Và tất nhiên là nếu như bạn nào mà đua top được, giống như mình đây ở top 7, thì cũng được thêm một cái tinh quái truyền thuyết tự chọn. Thì để mình xem nha. Trong này là có thể chọn em nào ngon lành nhỉ? Hoàng đế thì đối với những bạn nào chơi choáng thì nên chọn này. Còn mình thì mình sẽ chọn đại thụ yêu. Sau mỗi lần tấn công được tăng 7% cường hóa linh thú, cộng dồn tối đa 5 lần. Tức là sau lần 5 hiệp thì mình sẽ có khoảng 35% cường hóa linh thú lên thì hơi càng ấy. Thì mình sẽ thay thế cho cái tinh quái đó chính là tăng cái phần bạo kích này đi, là hợp lý luôn. Đấy, thay đổi. Thế đấy là tổng kết ngày thứ 4, ngày thứ 5 thì đơn giản chỉ có vậy thôi. Còn bước sang ngày thứ 6 thì chắc chắn là sẽ có thêm cái tính năng thần thông này này, khai ngộ thần thông các kiểu có đà điều, thì mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là bật tất cả chuông thông báo để mình có thể là ra video phát nào lúc nào thì các bạn cập nhật luôn lúc đấy nhá, cho nó tiện. Đấy. Còn nếu như mà bạn nào chưa biết thì mình đang chơi ở server Thiên Cung S2 nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.